Trong hai ngày 21 và 22 tháng 5 năm 2020, Báo Quân đội Nhân dân đã tiến hành Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025. Trung tướng Lê Hiển Vân, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Bí thư Đảng ủy, Cơ quan Tổng cục Chính trị dự và phát biểu chỉ đạo đại hội. Nhiệm kỳ vừa qua, năng lực và hiệu quả lãnh đạo của Đảng bộ Báo Quân đội Nhân dân được khẳng định rõ rệt. Vai trò vị thế của tờ báo ngày càng được nâng cao trong hệ thống báo chí cách mạng Việt Nam và trong xã hội. Các ấn phẩm luôn giữ đúng tôn chỉ, mục đích và định hướng chính trị, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của tờ báo chính trị của Đảng trong lực lượng vũ trang, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu thông tin của cán bộ, chiến sĩ và bạn đọc, kịp thời định hướng dư luận, tuyên truyền phản ánh đầy đủ, sinh động các chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các sự kiện lớn, các dòng chảy thời sự, thông tin của đất nước và thế giới. Báo Quân đội Nhân dân là một trong những cơ quan báo chí tiêu biểu trong đấu tranh làm thất bại âm mưu diễn biến hòa bình, phòng chống tự diễn biến, tự chuyển hóa. 5 năm qua, cán bộ phóng viên Báo Quân đội Nhân dân đoạt 35 giải thưởng báo chí quốc gia, giải Búa Liềm Vàng và nhiều giải thưởng báo chí do các ban, bộ, ngành, địa phương tổ chức. Đảng bộ luôn trong sạch vững mạnh, cơ quan vững mạnh toàn diện, đội ngũ phóng viên biên tập viên luôn vững vàng về bản lĩnh chính trị, bản lĩnh nghề nghiệp, trình độ chuyên môn ngày càng được nâng cao. Trụ sở làm việc, phương tiện tác nghiệp được nâng cấp, thuận lợi cho công việc. Đời sống vật chất tinh thần của cán bộ phóng viên ngày càng được nâng cao. Công tác dân vận, các hoạt động xã hội được đẩy mạnh cả bề rộng và chiều sâu, thể hiện trách nhiệm xã hội của tờ báo chiến sĩ. 5 năm liên tục, Báo Quân đội Nhân dân vinh dự nhận cờ thi đua của Bộ Quốc phòng. Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy Báo Quân dân xác định 3 khâu đột phá. Trước hết là đột phá, nâng cao chất lượng ấn phẩm của báo, đặc biệt là báo Quân đội Nhân dân điện tử để gần gũi hơn nữa với bạn đọc và tăng cái sức chiến đấu của tờ báo. Đột phá thứ hai là đột phá xây dựng mô hình tòa soạn hội tụ, trong đó là mỗi cơ quan thường trú, mỗi cơ quan đại diện như một tòa soạn thu nhỏ và phóng viên là phải thành thạo các nội dung tác nghiệp trong cái môi trường làm báo hiện đại. Đột phá thứ ba là xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện tiêu biểu, trong đó là có rèn luyện lễ tiết tác phong, xây dựng phẩm chất của nhà báo chiến sĩ. Đại hội đã phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết vào dự thảo văn kiện đại hội, đề xuất nhiều giải pháp thiết thực nhằm tạo bước đột phá mới trong xây dựng cơ quan và phong cách làm báo hiện đại, triển khai xây dựng mô hình tòa soạn hội tụ, đổi mới, cải tiến nâng cao chất lượng các ấn phẩm theo hướng thông tin nhanh, tin ngắn, bài sâu, có vấn đề, nội dung sinh động, luôn giữ vững tôn chỉ, mục đích, tính định hướng chính trị, tính chiến đấu, tính xã hội, tính toàn quân, toàn quốc, khẳng định rõ vị trí là tờ báo chính trị hàng đầu của Đảng, Nhà nước, là cơ quan ngôn luận của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, tiếng nói của lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam. Là đội ngũ phóng viên, nhất là phóng viên trẻ ở các cơ quan đại diện, cơ quan thường trú, xa tòa soạn, chúng tôi rất tâm đắc về cái vấn đề là tòa soạn sẽ xây dựng thành một tòa soạn hội tụ trước yêu cầu phát triển cao cho tờ báo là một cơ quan truyền thông đa phương tiện. Thì đối với chúng tôi cũng nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm, đây là cơ hội cũng là thách thức cho đội ngũ phóng viên ở các cơ quan đại diện, cơ quan thường trú. Trước hết là phải xây dựng được một cái bản lĩnh, cái quyết tâm cao để thực hiện cái sứ mệnh này. Trong đó thì tập trung về nâng cao về năng lực chuyên môn, đồng thời là phải thường xuyên bám sát cơ sở, thường xuyên cập nhật những thông tin thời sự, thành tựu khoa học công nghệ để đáp ứng cái nhu cầu làm báo. Trên lĩnh vực báo chí truyền thông, sự phát triển mạnh mẽ của cuộc cách mạng khoa học công nghệ, thông tin mạng đặt ra những áp lực cho sự phát triển, chọn lọc, cạnh tranh thông tin và nhu cầu của bạn đọc. Do đó, việc xây dựng đội ngũ phóng viên, biên tập viên có bản lĩnh chính trị, bản lĩnh nghề nghiệp vững vàng, phẩm chất đạo đức và năng lực chuyên môn, đáp ứng sự phát triển của báo chí trong thời đại 4.0 cũng được nhiều đại biểu tâm huyết hiến kế. Với tư cách là bí thư đoàn cơ sở, thì tôi nghĩ rằng trên cơ sở những gì mà chúng ta đã đề ra trong đại hội thì sẽ cho chúng ta cái công tác phát triển đảng cũng như là bồi dưỡng đào tạo cái thế hệ cán bộ trẻ của Báo Quân đội Nhân dân sẽ được phát huy hiệu quả trong nhiệm kỳ mới này. Tuy nhiên chúng tôi cũng mong muốn là thông qua những cái chương trình hành động và kế hoạch cụ thể thì chúng ta sẽ có những cái hoạt động bồi dưỡng đào tạo đội ngũ cán bộ trẻ có thực sự có năng lực đủ đáp ứng cái yêu cầu của nhiệm vụ làm báo trong tình hình mới. Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Trung tướng Lê Hiển Vân, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Bí thư Đảng ủy, Cơ quan Tổng cục Chính trị, chúc mừng thành tích Báo Quân đội Nhân dân đạt được trong 5 năm qua, đồng thời nhấn mạnh. Trong điều kiện khó khăn, tác động thì Đảng bộ Báo Quân đội Nhân dân
phải cần tập trung lãnh đạo, bám sát tôn chỉ mục đích, tích cực chủ động, nhạy bén, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, khẳng định được vai trò là lực lượng nòng cốt tin cậy của báo chí cách mạng Việt Nam trong việc thông tin, tuyên truyền toàn diện về chính trị, quốc phòng, quân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh và đối ngoại, góp phần bảo vệ Đảng, bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ nhân dân, giữ vững định hướng của Đảng trong quân đội, xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại. Với tinh thần dân chủ, khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, Đại hội Đảng bộ Báo Quân đội Nhân dân đã thành công tốt đẹp. Đại hội xác định phương hướng mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp lãnh đạo nhiệm kỳ 2020-2025, thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện của Ban chấp hành Trung ương trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ cơ quan Tổng cục Chính trị lần thứ 19, bầu Ban chấp hành Đảng bộ Báo Quân đội Nhân dân nhiệm kỳ 2020-2025 và đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ cơ quan Tổng cục Chính trị lần thứ 19. Thành công của đại hội trực tiếp góp phần vào thành công của Đại hội Đảng các cấp, là cơ sở để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, tiếp tục đổi mới, phát huy sức mạnh tổng hợp, xây dựng Báo Quân đội Nhân dân vững mạnh toàn diện, tiếp tục phát huy truyền thống 70 năm của tờ báo hai lần anh hùng, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ trong thời kỳ mới.